đậu khuôn này, đậu khuôn tươi này. Đây. Gửi qua bên nước ngoài cho mấy bà con đồng bào nước ngoài xem luôn. Chúng ta xin mến chào các bạn. Và đây là một buổi sáng rất là bình yên tại thôn Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây, đây là mình quay những hình này gửi cho anh Tư mình đây. Anh Tư nhìn quen không? Đó. Anh chị Tư mình ở đây chắc là rất là quen không gian này nè. À, mình nghĩ là nhà anh chị Tư trong kia. Đây. Cái này đi thẳng đây đi đâu ta? Đi thẳng vô thử coi coi, hình như cái này cái bọc tròn là xong rồi đây. Cái bọc tròn ra ngoài kia, nghĩ là chợ đó, cái này là chợ không ta? Mình nghĩ vậy. Đúng rồi, cái này bọc ra ngoài chợ này. Đó là cái rẻ luôn. À, nhìn rất là quen, chào anh. Hình như là giống. Ở đây nhà anh Tùng đúng không anh? Ủa nhà anh Tùng ở đâu vậy? Tùng Tho á, dì Tám á, nhà Toàn á. Ồ, không có hả? Ờ, vậy chắc đi khúc này kìa. Cảm ơn anh. Không, mình đi dọc này đi. Chắc anh tên anh chị Tư mình đi lâu rồi, chắc không ai nhớ. Đây nè, tổ đường Huỳnh Ngọc Lãng. À, hình như anh Tư mình họ Huỳnh là trong này luôn. Ờ chắc trong này à, chắc trong này rồi. Cái mình vô mày luôn. Một buổi sáng thôn Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Nha, Ngọc Lãng là chuyên trồng rau. Các bạn thấy rau không? Rau sạch. Đó, mình sẽ đi tiếp thẳng ở đây. Trời ơi, đi vô cái hẻm này cái nhà quá trời nhà luôn không ơi. Đây, nhà này xây cũng có cái cổng. Mấy cậu bé sáng sớm ngồi chơi. Ủa cái đoạn này là băng đi một vòng chợ U, không mấy bọc ở chợ. Vậy chứ mình đi ra ngoài chợ một xíu. Cái con ngồi đây làm gì à? Ngồi chơi hả? Chơi gì đây? Bắn bi à? Ồ, giỏi vậy. Tập thể dục vậy? Đi bộ hả? Đi bộ tập thể dục hả? Bên đây có đi học không? Ồ, bên đây chủ nhật mà nghỉ học hả? À. Chào con. Lên YouTube. Mấy đứa nổi tiếng. Ồ. Cho các bạn nghe nhạc của đài gì? Đài cái nhìn rau này, quá trời rau này. Rau sạch không à? Yeah. Nhà ta vô ta quánh. Đường này là đường gì ta? Đường này gọi là đường gì không biết đâu, chắc là đường làng thôi. Mình không biết tên. Nhưng mà có ăn đường à. Ủa, mình đi dọc vậy mình đi đâu ta? Ờ, chắc là nghe đài phát thanh, điện thoại nói.
Con chụp hình nó đẹp không? Rồi đây là khu chợ viên buổi sáng này, giống như là chợ Chầm Hổm. Đây bán chè, bún. Chào em. Cô bán bánh ướt, bánh hỏi. Bánh hỏi hẹ. Bánh hỏi bè mắm cái. Ồ, khổ quá. Dạ. Là TV luôn. Gửi qua bên nước ngoài cho mấy bà con đồng bào nước ngoài xem luôn. Ồ, chuối này ngon nè. Thích chuối này. Đây. Nhìn chỗ này quen không anh Tư? Anh Tư quen đúng không? Đi ra ngồi đây là thấy đồ tươi, đồ sạch đây không à. Bí, bầu, cà rốt, dưa leo, kho củ quả. Đó. Bữa nay chủ nhật, sạp này cô này nghỉ rồi. Chuối. Ồ, chôm chôm tươi chưa kìa. Chôm chôm thăng long. Ồ, bữa nay cúng Phật đản này cho nên bà con bán hoa. Đây. Đậu khuôn nè, đậu khuôn tươi. Đây. Cô này bán trứng gà. Trứng gà là gà nuôi luôn á. Là bao dinh dưỡng luôn, gà sạch. Không phải là công nghiệp. Ồ, dạ. Chúc cô buôn may bán đắt nha. Dạ. Chè đậu ván. Ai xa quê hương nhìn chè này nhớ đây. Chè này là không dễ đâu có đâu nha. Về đúng Phú Yên mới có chè này thôi nha. Tuy què Phú Yên mới có thôi á. Dạ. Đó, chè đậu ván. Thôi gửi chút hình ảnh đến anh chị Tư ở phương xa nhìn cho đỡ nhớ. Không, đường này quá quen rồi đúng không? Đó. Rồi chợ bên đây là sáng ngày chủ nhật. Đó. Làm đúng ngày lễ Phật đản luôn. Ngày sư phụ tổ chào đời. Về đi trên những con đường tỉnh thức. Cảm ơn ngài đã truyền lại các pháp cho chúng con. À. Là nhà này không biết anh Tư có quen ai không? Bây giờ mình sẽ đi vô tới nhà sư phụ. Ồ, cái khung vườn, cái chậu này đẹp chưa kìa. Có cái bể cá này đẹp không? Hòn Long Bộ. Mình thích sau này nhà mình làm cái hòn Long Bộ vậy nè. Lấy mấy cái đá này đâu làm đẹp thế ha. Làm thành một cái núi. À, dưới có nước, trên có cây, quang cảnh luôn. Cây thanh gió mát, sáng sớm làm ly cà phê nhâm nhi nhạt nhẹ, chuẩn bài luôn. Đường này vô ô tô chạy cũng rộng mà. Không, đại gia đó, đại gia Ngọc Lãng chạy ra đó. Nghĩa đại gia mới có ô tô chứ. Giờ trong này cái là ở làng khu du lịch gì đây nè. Khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm City. Đó, làng rau Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa. Có luôn thông tin luôn. Ai muốn thử trải nghiệm Farm City thì vô thông tin trên mạng Google đó, Farm City Ngọc Lãng. Là hiện đó nè. Giờ có chị Google cái gì nó cũng có đó.
nên cứ vô tư mà tìm kiếm. Đây là đúng là chuẩn là đường thôn quê luôn. Nhưng mà quê đang được, còn cái đường xi măng chứ không phải là đường đất cát từ xưa đổ xi măng rồi. Trời ông đa rồi sập rồi. Nên cái bà con nông thôn sáng ra làm vườn khá là nhộn nhịp. Không. Đứng cho mình ghi hình lên cho các bạn xem nè. Mọi người cầm cái giòi à, thấy không rộng ràng chưa? Đó là cuộc sống nông thôn đó, đồng bào miền quê làm rau. Đây chuyên trồng rau không à, này giống cái cây cải này coi à, cái cải cây xanh ăn bánh xèo nè, cái này là cải xanh ăn bánh xèo nè à, đúng rồi nó nè. Và mình đi mình thấy cải xanh ăn bánh xèo rồi rau thơm tía tô. Cái này trồng nhiều lắm. Nhìn lên. Chơi mệt chưa? Mệt rồi hả? Tụi con muốn không muốn thấy con ấy thì bấm bình yên trong ta trên YouTube á là thấy tụi con nhớ đó. Biết không? Biết bình yên trong ta. Ok nhớ à. Ờ bình yên ông ca đánh phần chữ bình yên ông ca dính liền là ừ là chú sẽ làm cái tựa đề là thôn Ngọc Lãng à. Ừ đi vòng mà tập thể dục giống tụi con mà sáng sớm tập thể dục chứ tập nó mới khỏe không tập bệnh sao. Thấy anh không, anh đi đầu không, anh đi đầu bự con không. Đây là con nít thôn quê nè. To my son, it is same as your age. This is what they do in old town. We'll get up in the morning, go out and play ball, have a walk, you know, take the, you know, breathe the fresh air, right? Not much of game, not much of, you know, phone, iPad, you know, those stuff. It's not for this kid. You know, this kid, maybe they have that too, but, you know, more important, more, they more play outside more, outdoor. And I think you guys should play outdoor too, Ethan, because it's better for your health. Well, that's it. And again, I'm visiting my hometown. So a few words to you guys and I wish you all the best and, you know, be the best of you can and be disciplined. Be productive and daddy love you all. You know, this is the life of this is the role of one of the countryside of the town. And these people are still, you know, driving bicycle and selling stuff. Này bánh này, ô bánh nậm mấy con. Ô bánh nậm này. He's selling food on bicycle, and this is a little food shop, kind of bún, bánh xèo. This is called bánh xèo. Little pancake. There you go. Yeah, on the way, you know, people very. This is early morning, 6 a.m. Not even. People selling stuff everywhere. Okay, love you son again. And you gotta take care, okay? And I wish you all the best. This is another school over here. Elementary school. Right, but today Sunday, so it's no student. Okay. Once again, love you all son. Như chúng ta xin mến chào các bạn. Giờ hôm nay mình sẽ đi xem chuồng gà. Cái đây là chuồng sữa này to, dạ chồng hả? Dạ. Khác lắm. Dạ. Dạ. Nay mình sẽ về quê chăn gà để trứng
sống an lành bình yên, không còn bon chen với những sự đời nữa. Ồ cái này mà sửa lại ở ngon cái sủ. Rồi đầy đủ hết mà. Wow, quá trời. Cũng rộng ha biết không? Đất cũng rộng quá chứ. Wow, cái này mà xây lại. Dạ. Yeah. Đất này mà xây lại lô biệt thự ở cũng ngon lắm nhé. Xây lại cái nhà. Đây là cảnh nông thôn tích cực luôn. Gà nè, quá trời gà luôn. Cảnh là còn cảnh sư phụ đang cho gà ăn. Ô cái gì nó cũng ăn hết sao? Hay vậy ha. Ở bên kia nó không cho ăn, nó có đồ ăn riêng của nó. Bên kia là đồ ăn phải mua gói đồ ăn đóng hộp. Bên kia ăn sang lắm, không có ăn vậy đâu. Ăn vậy đó bụng, bên kia ăn vậy đó bụng hết sao? Ồ, hay ha. Như đất này có bán không sư? Đất mình á, mình đâu có bán đâu đúng không? Lô đó có bán không? Ô lô nhà mình luôn hả? Dạ dạ. Wow, bầu đã quá. Ô bầu quá trời bầu luôn nè. Wow, đúng là ngày trồng này đã quá. Ông cái sổ có miếng đất là dương về xây ở sổ. Đây ở đây trên gần. Sướng, con thấy đất ở đây ở thì không khí nó tốt đúng rồi. Hồi bữa con nghe Mạnh nó nói á, cái nhà rồi đó bán đâu có mấy trăm triệu à. Gì mà 200 triệu gì đâu khủng khiếp này à. Con nói trời con mà biết sớm là con mua rồi. Mua có về ở khỏi ở khách sạn. Đã các bạn thấy bầu không? Đây là bầu sạch luôn nha, trồng tại nhà luôn, không có phân bón, không có gì hết, organic luôn. Đó. Vườn bí vườn bầu của nhà sư phụ mình. Dạ đúng rồi, ở nhà bên con cũng trồng sư phụ. Nhưng mà con trồng ở bên con trồng ở chút xíu là nó lạnh á. Nó không có ra được. Nó không có đủ nóng. Dạ nó không đủ nóng. Nó ra chút xíu rồi nó ra được 2 năm vừa rồi con trồng nguyên mùa hè ra được 2 trái. Được 2 trái mà mỏng lét à. Trời ơi, đây sư phụ tha hồ mà ăn vậy, đâu cần đi chợ đâu. Bầu vậy là được đi câu cá nữa. Là về là nó có canh bầu rồi, cá kho là hết rồi, gà nè. Gà để trứng. Thôi xong, thì coi con thích cuộc sống vậy thôi. Dạ, yên lành khỏi cần bon chen gì hết. Mà ăn uống sạch sẽ, sức khỏe tốt nữa. Bữa nó khô quá, bữa mà đi mưa. Wow, nhìn cái bầu đá ghê luôn. Quá bự. Ồ, lục nó lên ngập hết luôn. Dạ. Ờ, đợt lục mạnh đó, cái nói. Ồ, cái này là dịch đó sư phụ. Ồ, nó đẻ nhỏ nhỏ trong đó xong sư phụ, để trong đó xong rồi từ từ sư phụ mới lấy ra. À. Vậy cũng vui ha. Ngày nào cũng ra cho là mỗi sáng cho nó ăn lần rồi sao, chiều có cho ăn không? Có cho. Ồ, sáng chiều 2 lần.
Wow, vậy là gà quá trời gà đây, tha hồ nó đẻ trứng nhiều chứ không? Nhiều con. Ờ, tức là con gà từ từ đẻ ra trứng rồi cái trứng nó mới nở ra con gà. Ờ đúng rồi, thầy giống như gà cổ đây kia còn nhiều thai. Dạ đúng rồi, vui. Cái này là vui thiệt rồi nhé. Ở bên nước ngoài không thấy cảnh này. Không có. Đó, thì bên mình để bên mình nuôi thôi mà, đâu có làm gì đâu. Dạ đúng không? Nhiều cái gì sư phụ? Bầu á. Ồ. Đã quá ha. Công nhận. Sướng nha. Quả bầu vậy là quá sướng. Này là xào, rồi canh. Là no toàn tập luôn rồi. Quả bầu nè, bành chả nát rồi. Đây. Một quả bầu siêu to siêu khổng lồ. Ai, mình sẽ ra cho các bạn xem sơ sơ. Thôn Ngọc Lãng. Đây là quay ngồi chợ. Nó ra kịp. Quay các bạn. Chính là bà con trong làng thì đa số vẫn là nông trồng rau. À, đây là đường chính. À, đi vô thôn Ngọc Lãng cái đường như là đi vòng tròn mà mình nếu đoán lầm là đi vòng tròn mình chưa đi hết đường này. À, đi thẳng cái đường này ra thì nó cong ra là gặp mỗi ngã rẽ là rẽ trái ra là ra Bắc Lộ 1. Đó thì mình nghĩ là chữ U, cái dòng này là dòng đường chữ U á. Vậy thôi. Giờ chụp hình ghi hình cho các bạn xem. Đó, thôn Ngọc Lãng. Nhà quán cà phê tập quá. Dệm nông trại. Nuôi gà của sư phụ mình. To my son, this is what the people live in a village in my hometown. It's called Thi Hoa Phuyen. Well, it's very small, it's very I don't know what to say, but it's very calm. Nothing busy, nothing too exciting. It's more into farming and a homestay. So this is one of different than what you see in Canada, right? And wherever I go, I will report to you guys, being a kind of reporter to you guys. So you get more experience of the life. And life is full experience. We have time to, you know, to check around and go out travel. You know, you will see a lot of things. And then you appreciate a lot of things that you have in Canada. Right? I love you all, son, and I wish you all the best. And this is one of the morning in Vietnam. Very sunny, very bright. I wish you all the best and be the best if you can. Don't be afraid of anything, you know, try a new thing. But always see, think, and do. Okay, I love you, and I love you again. Mwah. Và đây là gia cư của sư phụ mình, có được hồ cá. À. Không. Có cây. Đây là phòng chữa bệnh. À. Bình thường ở đây là người ngồi rất là đông. À. Đây là phòng phước đức. Mình nói đây là phòng công đức. À, sư phụ chữa bệnh cho mọi người ở đây. À. Và không có
lấy tiền ra bạc gì hết, chỉ là tạo công đức thôi. Đó, đứng ở đây là nhìn thấy được nguyên cái khối ngọc lãng này. Đó là nguyên cái gì? Vườn cây, nguyên vườn rộng rau, trồng rau. Ngọc lãng chuyên sản xuất rau. Đó, tất cả loại rau là để cho đem cho các nhà hàng thành phố và các vùng lân cận. Cho nên nguồn thu nhập chính là ngọc lãng là trồng rau. Hèn gì anh Tư mình trồng rau rất là giỏi. À, thì là anh mình có nghề từ đây à. Yeah. Vậy thôi, không gì đặc biệt hết. Hoa sứ nhìn nè, đây là cái sứ đây. À, sư phụ có trồng mớ cây bông hoa gì, không là bông gì đây nè, không biết nè. Giờ nó 8-9 giờ mình nắng quá trời luôn. Ok, vậy thôi, một chút ghi hình cho các bạn xem. Tổng cao về chút bạn luôn thành công cho cuộc sống. Bye bye. Every single day.